Vậy đó. Chứ còn còn cái là sao chị ơi, rồi không hiểu biết cái xấu làm sao, em không hiểu luôn, tới giờ em cũng không hiểu, cũng thắc mắc á, không hiểu làm sao mà như vậy nên em phải hỏi. Thì em chỉ mong á là cái người đó chọn em á là tính gọi là hiền, dễ chịu, lãng mạn, với cái gì mà ví dụ như không vừa ý ở em cái gì đó, nhưng khi em không hiểu á thì cứ việc muốn cho em biết là cái đó là không vừa ý. Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay trời rất là đẹp, Uyên Quỳnh đi tới thành phố New Orleans. Đây là một thành phố rất là nổi tiếng của tiểu bang Louisiana này. Và nơi Uyên Quỳnh đang đứng đây là một nơi rất là nổi tiếng. Nơi đây quy tụ rất là nhiều những khách du lịch ở các tiểu bang khác và các nước khác tới đây tham quan. Ở gần đây thì có một khu phố cổ thời Pháp và cạnh bên đó là có cả cà phê Dumont, cà phê rất là nổi tiếng của tiểu bang Louisiana này. Đây là đoạn đầu trong một video rất là dài Nguyên Quỳnh sẽ gửi tới các bạn sau. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa. Uyên Quỳnh cũng mong rằng những anh chị cô đơn sẽ sớm tìm được người bạn đời của mình để cùng nhau đi du lịch và hưởng thụ cuộc sống. Vì ở trên đất Mỹ này hoặc là ở nơi đâu cũng vậy, những người cô đơn thì họ buồn bã rất là nhiều. Nào mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay nhé. Rồi, chị chào em ha. Dạ. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể cho chị biết em tên gì và em chào cộng đồng ha. Dạ, em chào cộng đồng mạng với em chào chị Huỳnh. Em tên là Đặng Kiều My, sinh 1979, ở thành phố Bến Tre. Còn baby quá ha, 1979. Ở thành phố Bến Tre, hôm nay là chị cũng có duyên với Bến Tre ha. Hôm qua có duyên với Long An, hôm nay có duyên với Bến Tre. Chị cũng mới giờ phỏng vấn chị trước em Bến Tre. Em hiện tại đang làm công việc gì? Dạ, hồi trước đó là em đi may công ty. Rồi sau cái một công ty tư nhân nha. Rồi vào thì em nghỉ rồi, em phụ bên quán cơm. Rồi phụ qua bên quán cơm. Dạ, em làm bên tâm. Em làm bên đó được bao lâu rồi? Dạ, em làm nay cũng mấy tháng rồi chị. Em làm hết biết hết các công đoạn không? Dạ. Em biết hết các công đoạn để làm cơm tấm không? Dạ biết. Ướp thịt nhưng rồi, ướp thịt đồ hết hả? Công chuyện trong đó thì mình làm hết, mình biết hết. Nhưng mà cái cách mà pha chế, mà chế biến đồ thì cái đó là chủ đâu có cho mình biết, mới công thức đó được. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ, em cũng có một lần hôn nhân, nhưng mà em đã ly dị. Nên cũng lo rồi chị, còn không có bé nào hết. Em chỉ một mình thôi. Ờ, em ly dị bao lâu rồi? Dạ, vì liên viện này cũng tầm 10 năm rồi chị. Wow, lâu dữ vậy đó hả? Em rồi, em nghĩ mình có ưu điểm gì? Em hả? Em thì chỉ không biết mình ưu điểm gì nữa. Em lên vậy, em thấy ai người ta lên đó cũng là thành công chủ cả không? Còn em á thì em cũng lên nên em mới thiệt em đi làm mướn. Em là muốn cơm tấm chứ em cũng không có chủ cả gì hết. Tại em còn quá trẻ mà, người ta lên, người ta lớn tuổi một chút thì người ta trải qua nhiều công việc, còn em mới bắt đầu, mới khởi nghiệp mà. Rồi em nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em hả? Khuyết điểm của em á thì cũng như là em thấy người ta ví dụ mà khó chịu hay là cái gì đó hay là hoặc sao sinh khi á thì em làm thinh, em tự động em tránh người ta thôi, là vậy.
Rồi thí dụ những lúc rảnh rỗi là em thích làm công việc gì? Tại vì em làm á từ lúc sáng 7 giờ cho tới 6 giờ em mới về. Em về tới nhà là gần 7 giờ. Gần 7 giờ cái giờ đó là em nghỉ ngơi cái em ngủ luôn. Vậy đó. Em làm thời gian làm của em cũng khá dài giờ ha. Dạ chỗ em làm có mình em à, mình Ồ, em với chủ à. vậy đó hả? Rồi quán nó bán đắt không? Đắt chị, một ngày bán là khoảng 30 kg gạo á. Wow, dữ vậy đó hả? Dạ không ngon, tại vì ở một dĩa 30.000 á là một miếng sườn vậy nè, với một cái trứng gà, với một miếng chả, với bì, dưa leo, cà chua vậy đó. Ngay Dạ, tỉnh một không, chiếc ngay thành phố không? dạ Ngay thành phố không? dạ ngay thành phố, nó ở ngay chỗ trung tâm khu đô thị Hưng Phú á chị, ngay đó ngay cổng chính luôn. Em rồi à, vậy là thời gian làm của em rất là dài giờ, cho nên đi về còn không có thời gian để dành cho mình luôn. Hiện tại là em đang sống chung với mẹ em hay là em sống một mình? Dạ em sống cũng như một mình em, mẹ mẹ em sát vách luôn, ba mẹ sát vách. Là mẹ em cho em đất lẫn cắt nhà riêng đó hả? Ba mẹ em có sẵn cho em luôn. Cưng dữ vậy đó. Nhưng mà ở được thôi chứ không có khang trang như người ta nha chị, em muốn hết được. Vậy là mừng lắm rồi đó em, cha mẹ cưng vậy là mừng lắm rồi. Nhà Nhưng em á thì ngay ngay thành phố mình ở Bến Tre luôn hả? Rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? chỉ cần người ta tính người ta dễ chịu, có đạo đức, đừng có gia trưởng, đừng vũ phu là được rồi, thương em là được rồi. Em có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Tuổi hả chị? Em nghĩ chừng năm mấy 60 được, tại vì tuổi đó người ta chững chạc, người ta hiểu biết, nhiều. Còn tuổi trẻ trẻ em sợ đúng không? Nhiều khi còn thay đổi hay là hoặc cái này cái kia nọ nữa. Thí dụ như người đó một người muốn làm quen với em á mà anh ấy hút thuốc uống rượu á, thì đối với em có phải là vấn đề không? Cái đó là của chuyện của đàn ông này, thì cái dạng như mình uống ít mình uống ít rồi cho nó bình thường thôi, chứ đừng có mà uống mà thôi nè nhà luôn rồi cho em chạy. Về nhà luôn là chắc là em chạy hả? Chạy thiệt luôn chị. Ông xã trước đây của em nó có tính đó không, có nhậu nhiều không Không chị, vậy chồng đó? em, chồng cũ em là ổng không có nhậu luôn á. Vậy đó hả? Dạ Hai hai người quen nhau cưới hay sao em? dạ luôn chị, đi 1 năm mới cưới nhưng mà nó đỏ đen dữ lắm, Vậy đó. nó đỏ đen dữ lắm chị. Vậy đó, là cưới nhau cũng chẳng bao lâu hết. Dạ cưới nhau được 2 năm về cái cũng làm ăn dữ lắm, cũng có 3 4 người phụ làm đó. Làm Rồi gì? khi sau không hiểu sao cái tự nhiên cái ổng bỏ ngang công chuyện, ổng làm mà bán xe bán cộ đồ hết trơn luôn á, đi đi lăng quăng vậy đó. Trời đất, Em mà lúc cũng đó đang đau làm cái lúc đó, hai tụi em xe cái thời đó là xe mà giống như xe 15 giờ chị, mà xe đó xe ba gác 2 chiếc. Dạ tụi em chở chồng em nó chở nước dừa với thạch dừa á chị, bỏ mối cho mấy cái lò ta nấu thạch á, rồi chiều thì lên nước dừa cho xe tải. Tự nhiên đang làm gì rồi bán hết rồi đi nghề đi đi không làm gì hết. Dạ đi băng băng vậy, em
không biết làm sao. Vợ là cái vợ chồng em cũng đỡ dở luôn đó. Nhưng mà tại sao em hỏi đang làm ăn ngon mà tự nhiên sao bán mà không có hỏi ý kiến em gì hết hả? Không, ngay khi được tối ngày hiểu sao luôn đó. Lúc đó hai chồng em làm ăn cũng có tiếng lắm, khá giả có tiếng đó, mà không hiểu sao nữa. Vậy đó. Chứ còn còn biết là sao chị ơi, rồi không hiểu biết cái xấu sao, em không hiểu luôn, tới giờ em cũng không hiểu. Giờ chia tay rồi thì ổng có vợ khác rồi. Nhưng mà có vợ khác rồi có làm ăn không hay là vẫn lông bông á? Dạ, có làm ăn lại, chị ổng làm bên bất động sản. Mà lúc đó sao em cũng biết lý do vậy luôn hả? Không biết luôn. Lạ lùng ha. Rồi cái em hỏi ổng, em cũng có hỏi ổng, em nói ủa sao kỳ vậy, sao đang làm tự nhiên bán xe vậy rồi á? Không hiểu nữa. Nói sao? Bán xe cho người ta mà bán tiếng. Vậy đó. Cái em cũng xong bán gì kỳ vậy, ví dụ khổ sở mình bán xe mình phải lấy tiền mặt chứ, để mình quay chứ, mình sẽ tự nhiên ông bán mà ông đi bán thiếu nữa, ông người không tiền mà bán xe bán thiếu rồi vậy cầm xe chạy đi. Thế ổng nói sao tôi lúc đó tôi cũng không biết làm sao nữa, tôi làm vậy nữa. Em cũng biết luôn. Có lúc quay nhiều khi cái ngồi nói chuyện em hỏi lại á, ông có vợ rồi. Tụi em hỏi lại á, cái ổng trả lời vậy á, chỉ gặp nhau nói chuyện rồi thôi, ổng đi về thôi. Mà mấy năm nay em không biết lý do hỏi, cũng thắc mắc á, ổng hiểu làm sao mà như vậy, nên em phải hỏi. Hỏi ổng cũng không biết rồi thôi, chứ giờ biết sao vậy. Bỏ tay rồi, em bỏ tay rồi quá. Không biết. Em rồi à, em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Em coi. Tự em coi. Em coi nhiều lắm á. Vậy đó hả? Dạ. Em coi thấy cái anh gì mà chỉ chị nói nấu hủ tiếu gì quên chút mỡ đi nấu cái món mà ăn ngon dữ lắm với chú đó. chậm thấy có hèn nha, với em coi nhiều cái lắm. Là có chạy chiếc xe mà vợ mất cái có con chó theo á, cái kêu mà cục vàng á. Nhiều cái lắm, em coi em thấy nên nói chuyện người ta con nhiều, người ta nói chuyện hiền ghê luôn á. À, em coi lâu vậy nhưng mà tại sao tới nay em mới quyết định đăng ký kênh của chị ha? Em có vô mà em vô không được. Vậy đó hả? Em vô mấy lần, vô không được, em không biết cách vô á. Bao lâu rồi coi... mới vô được? Em coi bao lâu em rồi? Em mấy tháng. Dạ. Em coi bao lâu rồi? Em coi mấy tháng. Tối á, về nhà cái em nằm mà em chưa ngủ á, cái em coi em cứ là cái bắt đầu mỏi mắt cái ngủ. Vậy rồi là em bán, em phụ bán quán cơm như thế á, thì em bán mỗi ngày luôn, em phụ mỗi ngày luôn, em đâu có ngày nghỉ ngày nào hả? Dạ không chị, ví dụ như mình quá á thì em xin chị ngày hoặc là buổi sáng thì công chuyện nhiều, em làm buổi sáng, cái buổi chiều em nghỉ vậy đó. Tại vì công chuyện buổi chiều nó ít ngon. Mà ở đó có chủ với em, nhưng mà chủ mấy người chủ hả, chứ đâu phải một người làm cũng đâu sẽ hai vợ chồng hả? Dạ với em là ba người rồi. Trưa thì có một con trai phụ. Và quán cơm đó làm cũng có thời quá ha. Rồi em với công việc hiện tại của em á, thì chị nghĩ là chắc em cũng không có vừa ý với công việc của mình đâu. Thì trong tương lai nếu mà có cơ hội á, thì em sẽ thích làm công việc gì? Đúng rồi, em cũng không biết làm gì, tùy theo cái người mà ta thích em, ta chọn em, ý kiến người ta muốn em làm gì thì em làm đó, thì chứ vậy em cũng không biết. Vậy đó.
Em có bao giờ nghĩ tới việc mà em làm lại công việc gì làm Em nói lần trước với ông xã trước em không? à, cái công việc đó là bên xe thì cũng tùy, ví dụ người ta chọn em đó là người lớn tuổi đó, thì bên xe cổ thì chắc có lẽ người ta không không về làm bên cái nghề nghề đó nó nặng dữ lắm chị, Ồ, vậy với hả? dạo bây giờ là không còn nữa à. Còn theo em đó nha, nếu mà người ta lớn tuổi mà người ta chọn em mà để làm một cái công việc gì đó mà để cho mà giết cái thời gian mà cho vui, chắc có lẽ em chọn nghề buôn bán mà nhỏ nhỏ thôi cho nó có chuyện làm để đang giết thời gian cho định cho vui vậy chị. Nếu mà công việc buôn bán thì em thích kinh doanh mặt hàng gì? À, nếu mà buôn bán thì tùy theo coi cái thời điểm đó, coi cái chỗ của mình ở nó như thế nào mà mình mới buôn bán được, hoặc là mình tập quá chị. Nhà em có gần mặt lộ không? Dạ không chị, nếu mà bán tạp hóa là mình phải ra chỗ mà mình thuê á, cái ngã mấy chỗ mình bán ngã tư mà khu nhà trọ nhiều chị mới bán tạp hóa được. Em rồi nhà em là ở trong quê hả? Có trồng trái cây ăn trái gì không? Dạ không chị, tại vì em mẹ mua cái phần đất này là 200 mét vuông, rồi cái cách ba mẹ em ở bển một căn, còn bên đây giống như hai cái nền vậy đó, em nền mẹ em nền, Em có được mấy anh chị em? còn thằng em trai em đang có vợ hai cái con rồi. Ở chung với ba mẹ em hả? Em trai em thì về ở bên vợ, tại lúc em mua em xanh á, cái bà kiếm á trước về bển rồi, cái nó ở bển rồi, cái mấy đứa nhỏ nó quen rồi rồi về bên đây nó không ở được, thì thành ra em chạy về bển. Hai chị em à, Nhà em cũng ít anh em ha. dạ Em rồi em coi video của chị khá lâu và cũng khá nhiều thế rồi em có mến anh nào trên kênh của chị không? em hả, em cũng không dám nói, tại vì ví dụ em thích người ta không thích em em quê cho chị. Thiệt tình quá ha. Rồi em nấu ăn có ngon không? Em nấu ăn cũng được chị, ví dụ như hồi đó em sống với chồng á, ví dụ như ông muốn cái gì đó cũng kêu sáng đi chợ muốn làm món đó vậy đó thì em làm, em kén ăn nha, tại đó má chồng em là cái người thợ nấu mà nấu ăn ngon thì luôn á, cho nên em lúc đầu về á em làm chồng em ăn cũng được, Vậy đó. em ăn cũng được. Đúng không? Ba mẹ em làm sẵn cho em ăn á, cái nó chồng về đâu biết làm đồ ăn, về cái mà má em cho ăn riêng, ăn riêng ăn liền, cho ăn riêng liền, cái em không biết làm sao hết trơn á, cái em mua về em chiên á, cái em chiên mà má em ăn không được luôn, má chồng ăn không được luôn, nó cứng. Em nhìn thấy má em làm á, cái em làm từ từ cái em làm chậu mang đó nó ngon, cái lúc đầu ăn được. Nhưng mà ông xã em là không có nhậu nhưng mà là cờ bạc, là đánh bài hay đá gà, Cái nào cũng có chị. cái nào cũng có hết đó. Rồi đi suốt luôn vậy đó hả? À, đi em nói ít thì đi ít, nói nhiều thì tới sáng. Vậy đó. Đi mà em làm không dám ngủ luôn á, ổng đi mà em sợ ma em không dám ngủ luôn á. Nhà em dưới quê hả? Nhà chồng em ở dưới quê. Không có, dưới quê chị ở tại thành phố, nhưng mà tại vì kiểu như ổng đi có một mình á, cái sợ tôi không dám ngủ, tại gần sáng ngủ. Nói ít đi, đi ít, nói nhiều đi nhiều hả?
em rồi bây giờ nếu mà yêu lại lần nữa em có muốn người yêu có tính lãng mạn không? Sao chị? Nếu mà yêu lại lần nữa em có muốn người yêu của em có tính lãng mạn không? Lãng mạn thì nó vui hơn chứ chị. Em thích. Em nói hồi xưa vợ chồng em làm cũng khá là nổi tiếng là cũng làm ăn được đó hả? Tuy là thời Hai gian chồng nổi tiếng lắm ạ. vậy đó, là về nãy em nói gì bỏ món thạch dừa với lại làm thạch dừa đó hả? Em Dạ, có còn chắc nói chồng chở nước dừa chị cho người ta nấu. chỉ chở nước dừa cho người ta nấu thôi chứ em không có nấu gà thạch dừa hả? Dạ không chị, tại vì chồng em nó chở giao cho người ta, còn mà mình phải nấu là mình phải có cái chỗ là phải gọng thì chị phải thuê người, tại vì cái khâu đó nó cần đông người lắm chị, mà phải rất là kỹ, chỉ cần mà xê dịch cái nó thạch nó hư cuối cuối là phải đổ mất luôn á. Cái thời em nói là thời thạch dừa nó mới ra cho nên nó nổi tiếng, người ta cũng chuộng nó nhiều phải không? Dạ đúng rồi. Dạ thạch dừa giờ á, cũng còn hút lắm chị. Tại giờ á, là hồi xưa là cái dạng như là nhà mà ta gọng gọng đó á, cái người ta tự mở lò người ta lên người ta nấu tư á, người ta ấy. Còn bây giờ là lên công ty hết. Tại vì bây giờ á, là tụi mấy 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 cái người mà Trung Quốc đó chị, người ta vô đây người ta đầu tư á, người ta mở giống như cái công ty xưởng lớn gì đó. Rồi cái mấy cái nhỏ nhỏ nó nhỏ nhỏ là đem lại đó là nó thu mua lại. Mình nấu ở nhà rồi bán cho công ty của nó. Tại vì nhà của em là gần mấy công ty đó, cái xưởng đó giờ xưởng lớn không mà chứ không có nhỏ nhỏ như hồi trước nữa. Em có biết được cách chế biến thạch dừa không? Không gặp cái đó là nó xài nhiều nhiều nguyên liệu dữ lắm chứ, mà cái vốn cũng nặng lắm nha. Nhưng mà cái thạch dừa đó người ta làm bằng cái gì em? Nước dừa thôi hả? Nước dừa chị nấu rồi chị phải bỏ cái vài cái chất gì vô đó, rồi chị mới nịch nó lại, ghèn lại trong cái chai này nè, bao nhiêu ngày cái tự động nó đông rồi nó đặt lại, người ta mới ép cái miếng nó ra, ép miếng nó ra cái sắt còn mới hết, rồi người ta mới xả xả xong rồi người ta mới nấu nước đường, người ta mới trao lại là thành cái thành thịt dừa, hoặc ta chế biến theo ý của người ta mấy cái mẫu như vậy chị. Nhưng mà nếu mà chị nấu thật vậy chứ chị còn phải nấu giấm nữa, Vậy đó. chai này là giống như chai cốt á, rồi chị mới nấu ra khai, chị chăm qua khai nữa, rồi nấu làm nhiều cái công đoạn, nếu mà dơ một tí thôi là đổ hết luôn Làm phải tất đó. cả là phải sạch Đổ phải kỹ. tí Em cũng biết về công đoạn sản xuất đó, là trước em có vô đó làm không? Vô đó coi hả? em chỉ đi chơi thôi chứ em không có làm đó, tại vì cái thạch đó nó hôi dữ lắm, em đi chơi thôi đó. Vậy đó hả, cái thạch đó thôi hả? Thôi chị, tại vì nước dừa á, chị nấu nước dừa mà mới á thì thạch nó cũng dễ bị hư, mà chị nấu dừa cũ á thạch cũng dễ bị hư, cho nên nước dừa mà nếu dừa dừa là nó mới đậu thạch, nó mới trúng. Cái dừa nó cũng khó lắm mấy chị, nó khó chịu lắm à. Làm cực dữ ha. Mà nước dừa mà chị sẽ qua một ngày rồi là nó sẽ có mùi á. Cũng khó ăn dữ ha. Khó chị. Em bây giờ thì sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ thì em mong muốn điều gì nếu mà trong cuộc hôn nhân thứ hai này, trong lần tìm kiếm này á, nếu mà gặp một người vừa ý thì đi tới hôn nhân, thì cuộc hôn nhân thứ hai này em mong muốn là điều gì sẽ xảy ra trong cuộc hôn nhân thứ hai này? Nếu mà cuộc hôn nhân thứ hai thì em chỉ mong đó là cái người đó chọn em đó là tính họ là hiền, dễ chịu, lãng mạn,
Vì cái gì mà ví dụ như không vừa ý ở em cái gì đó nhiều khi em không hiểu á, thì cứ việc muốn cho em biết là cái đó là không vừa ý để em biết em sửa. Còn như cái gì em không vừa ý thì em nói á, thì cũng nói lại với em 1-2 tiếng, là biết này kia, chứ đừng có làm tin mà trùng phục, em không biết có nghe hay là không, rồi có sửa cũng không vậy thôi. Ok em, chị rất Đừng là có để vui, em nói đi. bụng, em đâu có biết là em đúng hay em sai chỗ nào đâu mà em sửa nha. Cái gì em muốn Chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương nha. Em có lời nào chào khán giả không? dạ em chỉ là những người mà cái YouTube như em vậy nè, cho họ sớm có được cái kết nối, như là có tìm được cái vừa hai bên hợp với ý nhau á, để mà được tìm được cái hạnh phúc lần nữa. Ok em, bye em, good night em nha.